Tết đã đến đít rồi. Đây mâm đĩa than cho Hưng Yên này, đi nhanh luôn nha. Đây đi Hải Phòng, máy test lọc điện cho bác Sơn ở Hải Phòng. Đấy, bác yên tâm này. Còn đây là đi Yên Bái, thành phố Yên Bái, vỏ hộp CD ô tô Kenwood. Đấy, Tết đến đít rồi, 21 âm rồi nha. 1-2 ngày nữa là nghỉ thôi.